Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận đọ sức đỉnh cao của hai tay cờ khét tiếng Trung Quốc đánh trong giải cờ tướng Chu Trang Bôi 2013. Bên đỏ đi tiên là Vương Thiết và người cầm bên đen là Xuyên Thục Thiếu Hiệp Trịnh Duy Đồng. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chi Chi Chi
吃。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 将军，
将军。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho tung mã chiếu đến từ bên đỏ của vương thì bên Trịnh Ánh đã phải buông cờ xin thua khi đánh tiếp phải cho phế xe ăn mã, khi đó thì cũng thua nhanh trong hình cờ tàn như vậy. Như vậy kênh học của tướng Lai vừa gửi tới các bạn phần đầu trên. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.